Giải trí miền Tây chào các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình đưa các bạn đi thăm một cái ruộng dưa lê rất lớn. Và mình có ghi là dưa lê thê thảm giữa đồng đó các bạn. Thì thê thảm như thế nào? Hôm nay mời các bạn xem nha. Và các bạn đừng quên để lại một lượt đăng ký, một lượt like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Đây các bạn, những trái dưa lê rất là to, tròn. Và có điều là đến lứa hái rồi nhưng mà nó hư rất là nhiều các bạn. Coi như là gọi là thối đó các bạn. Nó bị người ta để lâu quá nó bị thối. Trời mưa xuống nó bị hư thối các bạn nha. Một cái khung cảnh mà mình nói là rất là thê thảm. Những cái trái to tròn như thế này các bạn, nhưng mà nó bị hư ở một bên. Đó các bạn thấy, là do người ta không hái và không có chăm sóc gì hết luôn các bạn nha. Mình cũng không biết cái lý do gì. Để xem một chút cái dưa lê ở ngoài đồng như thế này các bạn. Các bạn thấy trái nè, to. Có trái còn rất là ngon như thế này các bạn nha. Đó. To lớn như thế luôn. Cái trái này là không dưới 2,5 kg đó các bạn. Đó. Nhưng mình không biết lý do gì mà người ta không có chăm sóc cũng như không có hái. Đây các bạn thấy nè, ở đây 3 trái ha. Trái này thì hư rồi, đó là không hái kịp đó các bạn, hư rồi, nó rất là to như thế này. Đó, trái này thì mình thấy cũng hư một cái bên như thế này các bạn. Và một trái là nó hư luôn rồi, đây nè các bạn, đó. Thì một chỗ nó 3 trái như vậy mà nó đã hư, coi như là hư hết rồi. Đó. Cái thê thảm mà mình nói đó các bạn, không phải mình phóng đại đâu, mà thực tế nha. Đó các bạn thấy nè, mình nhìn thấy ở trên thì nó giống như là còn cái trái không có hư ha, nhưng mà khi mình lật lên cái là hư. Đó các bạn thấy nè, hư dưới nè. Rất là thê thảm nha các bạn. Rất là thê thảm luôn. Và một cái ruộng dưa lê như thế này á các bạn, bỏ công sức tiền bạc vô đây rất là nhiều các bạn nha. Đó các bạn thấy ha. Và cái trái hư như thế này thì mình cũng không biết là giống như hư một nửa vậy á, thì có còn ăn được hay không hay là như thế nào á các bạn. Để mình bữa ra cho các bạn xem. Ở trong này á, khi mình cầm vô đó các bạn, cái phần nó còn lại rất là cứng các bạn. Cho nên là mình mở nó, một tay mình mở rất là khó các bạn. Đó các bạn thấy nè. Rất cứng luôn, tức là có thể sử dụng được đó các bạn. Đây mình mở ra nè. Các bạn thấy nó trắng tư ha. Vẫn còn cái độ mật của nó vẫn còn luôn nha các bạn nha. Đó, nhìn thấy cũng còn cái sự hấp dẫn của cái trái. Mình nghĩ là một phần hư có thể dạt ra, rồi phần còn lại có thể ăn được đó các bạn. Đó, thì cái ruộng dưa đó rất là nhiều như thế này luôn, coi như là hư một nửa rồi các bạn nha. Hư một nửa, còn một nửa có thể hái được. Nhưng mà vì cái lý do gì đó người ta chưa hái hoặc là không hái thì mình không biết. Tí nữa mình sẽ dẫn các bạn vô trong cái nơi mà bán dưa lê của cái ruộng này. Người ta có làm một cái nơi bán đó các bạn. Và mình xem coi như thế nào. Mình thử mua hay trả giá thử xem như thế nào các bạn ha. Để chúng ta biết, tìm hiểu xem cái lý do gì mà người ta bỏ cái ruộng dưa lê rất là lớn như thế này mà người ta không hái. Vẫn có chỗ bán đó các bạn. Người ta có làm một cái chỗ ở trước lộ bán nha.
nhưng mà không biết giá cả thì như thế nào. Đây các bạn nhìn thấy nè, coi như hư hoàn toàn ở cái đoạn này các bạn nha. Cái lá thì khô hết rồi, trái thì héo queo lại nha các bạn, không có hái luôn đó, một cái đoạn như vậy luôn. Còn cái ruộng này thì hơn 1 hecta nha các bạn. Cái này mình thấy là khoảng 2 hecta đó, rất là nhiều luôn. Đây các bạn xem, rất là thê thảm. Mình không biết lý do gì mà người ta coi như là bỏ rất là nhiều như thế này. Đây các bạn, đó, trái nào mình dạch lên nó thấy nó cũng hư ở dưới hết các bạn nha. Rất là uổng luôn, rất là uổng luôn các bạn ha. Còn cái mương ở dưới nè các bạn, đây các bạn thấy là trái này cũng vậy nè, dạch lên là hư đó. Cái nước ở dưới đó các bạn, là cái trái dưa nó rụng ở dưới, nó đen nước lại luôn, nó rụng ở dưới mương đó các bạn, làm cho cái mương nó hư nước luôn nha. Còn trái dưa thì đầy hết những trái dưa hư như thế này nè, thê thảm các bạn nha. Tiền bạc rất là nhiều luôn đó các bạn thấy ha, mình lật lên là hư hết. Thì thật lòng là mình không có hiểu cái lý do luôn các bạn. Bây giờ các bạn theo mình vào cái nơi mà người ta bán dưa lê của cái vườn này các bạn nha. Cái này là 15. Cái này là 15 ngàn ký. Cái trong đó cũng 15 luôn. Cái này là 20. Cái trong kia là giống nhau hả chị? Em mua 5 ký chị có bớt không? 5 ký như nào? Này nè. 15 thì 2 ký 30. Lúc này trái cây nhiều quá rồi bớt không? Ê 60 thì được không? 60 bớt thì bớt tình nghĩa 5 ngàn thôi. Ăn được cái ngon cho ăn. Được cái ngon cho ăn nha. Thôi em lựa hả? Nhưng mà 60 được không? Không, 70. 70 hả? Này trái cây nhiều quá mà không bớt. Trái cây nhiều mà tùy thêm dưa. Trời, cái này chỉ dạy chôm chôm ăn sao lỡi nãy. Vậy hả? Trời. Chị ăn 5 chết luôn. Thôi 5 ký 60 mua rồi. Thôi 65 đi. Trời ơi, bớt rồi. Dưa còn hơn cái đó, dưa cho còn hơn đó thiệt. Tại đâu có đâu, lúc này nó phải giá nó phải xuống chứ. Em thấy lúc này là nó hư nhiều nè, mưa nó nhiều á, nó hư á. Mà chị bán vẫn 15 ngàn ký là nó giá nó hơi cao rồi. Lên xe biết nhiêu chứ? Anh xe đi đâu chị? Thành phố. Xe lại đây. Ở đây trồng sao luôn hả? Trồng đây là lên xe bán. Vậy là bà không bớt hả? Sao chỗ không được hả? Rất là lạ các bạn nha, bởi mình cũng không hiểu tại sao ở ngoài ruộng thì rất là nhiều các bạn, có thể để hư luôn, nhưng mà ở trong lộ nè, người ta chỉ cần đem vô thôi là người ta bán, nhưng mà bán với giá rất là cao các bạn. Thà là người ta không bán thấp giá hơn. Tức là dù bạn có trả giá như thế nào, người ta cũng không bớt nha các bạn. Mà để ở ngoài ruộng thà bỏ. Đó là một cái vấn đề mà mình không hiểu cái người ta nghĩ gì á các bạn ha. Và ở đây là ở phía trước của cái chỗ người ta bán các bạn. Mình có để ý phía sau á. Mình thấy một cái nơi mà người ta bán không hết á, người ta bỏ.
đổ bỏ các bạn. Đó là một cái vấn đề mà mình cũng không hiểu tại sao. Các bạn nào biết tại sao thì cho mình biết cái lý do với nha. Bởi nói thật là mình không hiểu cái lý do tại sao là như vậy. Thà để bỏ ngoài đồng hoặc là bán thì giá cao. Nếu bán không hết thì đổ bỏ, chứ không bớt cho người khác các bạn. Thì cái vấn đề đó mình cũng trăn trở. Nhưng mà người ta làm cái gì cũng có lý do của người ta. Mình không có nói đúng hay sai các bạn nha. Mình không có trách đúng hay sai hay là trách ai hết. Nhưng mà mình không biết lý do, mình hơi thắc mắc như vậy thôi các bạn nha. Và đây là mình cũng mua dưa để ủng hộ. Nhưng mà để mình mua xong rồi mình sẽ quay ở phía sau cái đoạn mà người ta bán không hết, người ta đổ bỏ đó các bạn. À, xem nha. Mình cũng thấy rồi. Đây là mình cũng ủng hộ ký giúp cô để cô có cái niềm vui các bạn ha. Đây là cái hố mà người ta bán không hết, người ta đổ ra đây, người ta bỏ kế bên cái chỗ bán đó các bạn. Mà bỏ nhau hết trơn vậy. Em thấy chị bán sao bà bỏ nhóc hết trơn vậy bà? À? Sao bà bỏ nhóc hết trơn vậy? Sao bán gì bỏ nhóc trơn sao nè? Người ta thà bán không hết thì đổ bỏ như vậy các bạn nha. Và không bớt cho người qua đường. Thì mình cũng không có biết lý do. Bạn nào biết lý do nhớ bình luận cho mình biết với nha. Và xem video nếu các bạn thấy thú vị, đừng quên để lại một đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Bye bye các bạn.